Đến tháng 6 này là tròn 30 năm rồi hen. Ừ. Rồi bà có tính làm gì không? Thôi ông, già rồi, làm quá thành làm lố á. Ừ, thì cũng phải làm cái gì đó để kỷ niệm chứ bà. Hay là mình tổ chức tiệc trong nhà, làm một cái phim ngắn nho nhỏ. Con trai của ba mẹ làm đạo diễn mà. Ừ, cũng có lý ha. Ừ. Ba mẹ cứ yên tâm, để đó cho con lo. Vinh, Vinh, dạ? Ba nói nè, ba mẹ nghĩ ra nội dung phim luôn rồi đó. Tại có gì ba mẹ viết script và gửi qua email cho con nha. Ủa, script là gì hả con? À, con quên, là nội dung kịch bản phim đó ba. Ba viết sơ sơ rồi nhảy qua cho con đi, con làm hết cho. Ờ, để ba viết. Thôi con đi lại cho ba mẹ ơi. Tôi viết gần xong kịch bản rồi, lát nhìn vậy, tôi đưa tận tay nó nha bà. Mà thôi, dạo này thằng Vinh nó bận rộn quá à. Tôi với ông tự làm cho con nó đỡ cực. Ông có chắc là nó ở đó không? Ừ, tôi nhớ mà. Lúc đó bà dặn tôi rất kỹ lắm. À, tôi tìm thấy rồi nè. Nè ông, thằng Vinh lúc mới đẻ nè. Ừ. Nhìn giống ông như đúc vậy đó. Vậy chứ con tôi mà không giống tôi sao được bà. Tôi nhớ hồi đó tôi ngồi trước hành lang bệnh viện suốt cả ngày. Y tá bế Vinh ra, tôi biết ngay là con của mình liền à. Nè ông, hả? Còn lúc này á, là Vinh nó 3 tuổi nè, ông nhớ không? Ừ, nhớ. Trời ơi, ông đưa nó đi học hả? Ông ở trong đó suốt buổi với nó luôn à. Tôi tưởng học chung với nó luôn chứ. Thương con mà. Vậy chứ bà cũng đâu có vừa. Ừ, nó chưa kịp khóc rồi. Bà khóc sướt mướt rồi. Cái ông này. Ê, ông chờ tôi chút nha. Còn tấm này nữa dễ thương hơn. Vậy hả? Nè ông. Gì? Cái hình này là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình đó. Ừ. Hồi đó thằng Vinh nó chụp mờ căm à. Vậy mà ông cũng đem lỏng khung nữa. Vậy chứ đây là tác phẩm đầu tay của con trai mình mà. Phải giữ làm kỷ niệm chứ bà. Công nhận ngày xưa bà đẹp quá. Không, ý tôi nói là bà đẹp hơn hồi đó. Khéo nịnh à. Còn cái ghế này nữa nè. Lúc thằng Vinh á, là thư lương đầu tiên nó mua tặng tôi. Bà thấy tôi có sướng không nè? Ông là nhất rồi. Nhất cái gì? Vậy chứ thằng Vinh nó cũng tặng cho bà đôi bông nữa kìa. Nè bà có thấy mệt không? Không ấy bà vô nghỉ đi. Vui mà ông. Mai mốt đến lúc kỷ niệm 60 năm tôi cũng muốn làm nữa. Thank you.
ơi Vinh, sao hôm nay ở nhà cả ngày vậy con? Dạ. Chiều giờ con muốn gì chưa? Hôm nay con làm ở nhà mẹ ơi. À, con đang thèm lẩu à. Tí nữa mẹ đi chợ về mua về nấu cho con nha. Rồi. Mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ. Ba mẹ qua đây ngồi nè. Khi tình yêu đủ lớn, mỗi hành động đều gói trọn yêu thương.